công viên giải trí Disneyland ở bang California của Mỹ hôm qua thông báo sẽ mở cửa vào tháng 7 tới sau hơn 3 tháng ngừng hoạt động do dịch COVID-19. Tuy nhiên, công viên sẽ giới hạn lượng khách ra vào và hạn chế một số hoạt động để bảo đảm an toàn. Khách tham quan sẽ được yêu cầu đặt vé trước và tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội. Một bang khác của Mỹ, bang Florida, thông báo các bãi biển ở thành phố Miami đã lần đầu tiên đón khách trở lại sau 3 tháng phong tỏa. Dù vậy, ban quản lý bãi tắm vẫn triển khai các nhân viên bảo đảm giãn cách xã hội, nhắc nhở người tắm biển đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Cùng ngày, Ba Lan thông báo sẽ mở lại biên giới với các nước trong Liên minh châu Âu-EU từ ngày 13 tháng 6 tới. Việc mở cửa biên giới tạm thời sẽ chỉ giới hạn với các nước EU do tình hình dịch vẫn phức tạp tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là Mỹ Latin. Bên cạnh đó, các chuyến bay quốc tế tại Ba Lan cũng có thể mở trở lại vào giữa tháng này.